Xin chào cả nhà đến với kênh Linh Nhỏ Miền Tây nha. Đầu video cũng xin chúc cho cả nhà luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong mọi công việc ha cả nhà. Thì cả nhà ơi, hôm nay Linh Nhỏ làm cái video này á là gửi đến cả nhà là Linh Nhỏ làm một video là đi gài và bẫy chuột ha cả nhà. Mình sẽ làm một clip quay ban đêm thăm chuột cho cả nhà cùng xem ha cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà xem video của Linh Nhỏ Miền Tây á, cả nhà cho Linh Nhỏ một like đi cả nhà. Để Linh Nhỏ có những cái động lực làm những video tiếp theo hay hơn và có ý nghĩa hơn cả nhà. Tại vì cả nhà mình cũng biết á, mình chơi TikTok hay là Facebook gì cũng vậy, Zalo cũng vậy, mình đăng một tấm ảnh hay là mình đăng một video lên đó cả nhà, là mình cũng có nhiều lượt thích, có nhiều người bình luận, có nhiều người theo dõi á, thì mình rất là vui, mình rất là có động lực để mình sáng tạo, mình làm những cái video, những cái tấm ảnh đẹp hơn để mình đăng lên đó cả nhà. Thì Linh Nhỏ đăng YouTube cũng vậy á cả nhà. Rất mong cả nhà ủng hộ Linh Nhỏ ha. Giờ chữ đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình đó cả nhà, và bấm vào chuông thông báo để những Linh Nhỏ đăng lên những cái video tiếp theo có thông báo cho cả nhà mình xem ha cả nhà. Và nếu thấy video có hay cho Linh Nhỏ một like nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà thật là nhiều nha. Cả nhà ơi, thì video này là Linh Nhỏ chỉ làm cái video này riêng là săn bắt thôi nha cả nhà. Video này mình chỉ đặt gặp chuột ban đêm mà, rồi không có làm ẩm thực á. Rồi mai cả nhà xem được cái thành quả của mình ra sao cả nhà. Thì rất mong cả nhà mình á xem, mình để lại comment ha cả nhà, để biết mình sẽ làm video sắp tới là một món ẩm thực về chuột ha cả nhà. Cả nhà biết món nào ngon á cả nhà, thì cả nhà comment cho Linh Nhỏ biết cả nhà, để Linh Nhỏ làm món mời cả nhà nha. Đây mình đặt thêm mấy cái đường mòn gì nè cả nhà, chuột nó chạy nè. Chào cả nhà cái ơi. Chào cả nhà. Ở mình ở miền Tây á, mình kêu hia quen rồi cả nhà. Mình không có kêu anh hai, mình kêu hia không à. Ở đây mình kêu hia chế không à cả nhà. Mấy cái đường mòn này im lắm cả nhà, tối chuột chạy nhiều lắm, mà không biết mình bẫy có dính hay không. Cả nhà theo dõi nha cả nhà, cả nhà xem được cả nhà để lại comment cả nhà, để Linh Nhỏ biết như trong video mình á làm có thiếu sót như thế nào hay là cần bổ sung cái gì á, cả nhà góp ý Linh Nhỏ, cảm ơn nha cả nhà. Và cả nhà muốn chuột Linh Nhỏ làm món gì là ẩm thực á, thì cả nhà cũng để lại dưới bình luận nha cả nhà. Video tiếp theo này Linh Nhỏ sẽ làm một món chuột theo yêu cầu bình luận nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Tại vì Linh Nhỏ cũng từng đi xa nhà cả nhà, rồi cũng biết thường đi xem những cái clip á, những cái kênh của những người như Nét Quê, Góc Làng Quê đó cả nhà, là quay những cái săn bắt là làm ẩm thực á, thấy mình thấy nhớ quê lắm, nên Linh Nhỏ đó là về đây quyết định làm những cái video về quê hương của mình đó cả nhà, và những món ăn dân dã miền Tây á. Cả nhà thấy những cái nồng này không cả nhà. Mỗi lần á Linh Nhỏ mà đi đâu xa nhà lâu ngày á cả nhà, mỗi lần về là Linh Nhỏ sẽ cũng thường là chạy ra những cánh đồng nữa nè, hay là những làm những cái gì mà từ lúc nhỏ thở bé mình làm á, mấy anh em mình đi làm đi đào chuột bắt rắn nữa cả nhà, rồi đi bắt cá nữa, nhớ lắm cả nhà, đi xa quê là nhớ lắm. Mỗi lần á Linh Nhỏ đi về là nhỏ phải đi ra ngoài đồng như vậy nè cho đỡ nhớ cả nhà. Đi đặt bẫy chuột cả nãy giờ đó cũng xong rồi nè, anh hai cũng đặt xong rồi, giờ hai anh em mình về ha. Cả nhà nhớ gọi màn hình theo dõi lúc mình đi thăm chuột ha cả nhà. Mình nhỏ sẽ quay đi thăm chuột rồi nhà, sáng ngày mai mình xem cái thành quả mình được bao nhiêu để mình làm cái món gì mời cả nhà. Thì từ lúc nhỏ mấy anh em mình thường thích chuột tươi gì đó, thì mình làm món khìa nước dừa cả nhà. Nếu mà cả nhà có thích món nào thì để lại bình luận bên dưới cho cả nhà, cho Linh Nhỏ biết, là Linh Nhỏ sẽ
làm được thì gửi xe làm mình gửi đến tặng đến cả nhà mình ha. Thì Linh Nhỏ cũng xin chúc cho những người đi xa quê luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong mọi công việc ha cả nhà, nhất là mùa dịch này đó cả nhà, cố gắng giữ gìn sức khỏe cả nhà, vượt qua đại dịch nha cả nhà. Thì cả nhà thì bây giờ cũng là 8 giờ tối rồi cả nhà, bây giờ hai anh em mình cũng chuẩn bị đồ, chuẩn bị đi thăm những cái bẫy chuột mình hai anh em mình gài chiều đó cả nhà. Bây giờ cả nhà theo chân Linh Nhỏ với anh hai mình đi thăm cả nhà. Cả nhà đừng gợp màn hình cả nhà, mình sẽ dính không dính thì mình cũng quay cho cả nhà cùng xem hết nha cả nhà. Đi thôi. Hy vọng là bẫy của anh em mình sẽ dính thật nhiều để ngày mai mình làm món thật ngon để mời cả nhà mình thưởng thức nha cả nhà. Bờ này chiều đâu có hả? Đường mòn nó chạy nhanh. Anh hai mình chụp dính ra, dính chuột bự lắm rồi cả nhà. Đây, một em. Cả nhà thấy không? Giá lên đây cầm cầm. Này. Một em. Có chuột rồi cả nhà ơi. Đồng mình thì bây giờ thì nó cũng ruộng nó ngập hết đó cả nhà. Cũng chỉ còn bờ vậy thôi, nên chuột nó ra chỉ ra bờ thôi, là mình đi theo bờ là có chuột cả nhà. Rồi cả nhà, mình cũng tới địa điểm mình đặt hồi chiều rồi nè cả nhà. Bây giờ mình đi thăm nha. Trời, dính ốc hương luôn hả? Dính ốc hương rồi nè. Trời ơi trời. Cả nhà thấy trời ơi trời, cả nhà thấy lạ quá cả nhà. Cái đầu tiên nha cả nhà. Quá trời, con ốc này cũng quê mình kêu ốc ma cả nhà. Cái đầu tiên mở hàng hên thử dữ à. Mình đặt lại rồi nha nha. Cái đầu tiên quá hên. Đây. Trời, cái thứ ba dính con chuột trà bá luôn cả nhà. Chuột bự hết biết bự luôn. Chà lòng. Giờ bỏ vô nha. Cỡ này vừa gà ha. Chuột bự trời, chuột này để về mình là mai mình đặt bẫy gắn ra nha. Ôi. Cả nhà ơi, đây thêm một cái nữa cả nhà ơi. Dính ốc mà. Ba con luôn chứ không phải một con nữa. Quá trời. Rồi vậy. Nãy giờ thăm mười mấy cái rồi cả nhà. Mười mấy cái mà dính được có hai con chuột à nha. Mơi ăn muối. Tình hình này chắc mơi ăn muối rồi cả nhà. Không sao, mình còn hy vọng giác sáng nha cả nhà. Sao đường mòn ngon quá trời kỹ ta. Rồi đây dính được một con nha, bự không? Bự ha. Con chuột này bự nha cả nhà. Ngon, chuột tơ. Được, có lý, có lý. Kiếm sống được cả nhà. Ốc. Rồi, ốc không. Chuột chạy nhiều lắm mà sao nó không vô bẫy cả nhà. Chứ nhiều lắm, chạy đường mòn. Rồi đây một con nữa cả nhà. Rồi bên đây con. Hay quá, có tương lai. Hai con. Đưa cho nó. Quá ngon. Ngon lành, ngon lành. Hai cái hai bên dính hết luôn cả nhà. Mà chuột lứa lứa cả nhà. Chuột này mình bẫy gắn nha. Đúng cái này là nãy là ba cái dính chỗ góc này, ba cái luôn á nè, còn một cái bên đây nữa kìa. Ô, con chuột quá bự rồi, quá to. Rồi chuột này nó chuột to. Ôi ôi con chuột, thấy không nha, cứng cái lọt, cứng cái lồng luôn á nha. Giờ đặt lại đây nha. Ngoài đó nữa hả? Có đặt ngoài đó nữa hả? Con cái lợp dính con, dính cái gập dính con ếch luôn. Ê ê ê, sao mà hai cái mà miệng quay vậy mà. Ê gọi vô luôn rồi, vô luôn rồi, mình đuổi chạy vô lòng luôn cả nhà. Đây cả nhà,
nó chạy đụng cái miệng, đụng cái đít nó chạy trở lại. Đi quay cái đít ngoài mà. Hai cái lận, cái quay tới, cái quay lui mà tại nó chạy hút. Chù lứa mình đuổi cho nó vô chạy vô luôn. Mình vừa phóng qua đường kinh rồi qua đây có ba cái lợp mà. Ba cái gặp cái nha. Ơ đó dính nữa. Ui. Bốn cái dính ba con cả nhà ơi. Đó đó là dính nữa, năm con luôn cả nhà ơi. Đây nè. Đây một cái nè. Đây một cái nữa nè. Vô cả nhà ơi. Để cái lợp lại đó. Ôi trời. Năm cái dính bốn con cả nhà ơi. Bỏ vô con. Ô, chục bự không á, 40 bự cả nhà. Anh hai bỏ vô hết anh con này. Chục ngon không? Vô rồi. Cả nhà thích làm món gì cả nhà? Chuột này thì khìa nước dừa là rất là ngon nha cả nhà. Khìa nước dừa hoặc là nướng bọng ngon lắm. Cả nhà xem video, cả nhà ủng hộ kênh nha cả nhà. Anh hai lên nhỏ là cái nghề săn bắt là nghề nào cũng biết hết nha cả nhà. Vì sau này mình cũng sẽ làm nhiều clip săn bắt, quay về anh hai mình săn bắt nha cả nhà. Cả nhà đón theo dõi và ủng hộ kênh nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, anh em mình cũng thăm xong rồi. Trời ơi, vô cũng gần tới nhà, mệt quá nha. À, thăm dắt này cũng được nhiều rồi cả nhà. Hy vọng là sáng sẽ dính nhiều rồi cả nhà. Được 2, 4, 6, 8. Được 8 con chuột bự rồi cả nhà. 6 con chuột nhỏ mà nó chui ra hết 2 con rồi cả nhà. Cả nhà xem kết quả sáng nay hay cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Thì cả nhà ơi, trời cũng đã sáng rồi cả nhà. Đêm hôm mưa quá trời mưa cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành nha cả nhà. Chúc cho tất cả mọi người, cô chú, anh chị em cùng tất cả các bạn đồng nghiệp của Linh Nhỏ Miền Tây ha. Một ngày mới được dồi dào sức khỏe và một ngày gặt hái thật nhiều và thành công trong công việc ha cả nhà. Thì trời vì trời mưa quá trời á, sáng mình cũng không có đi chở lợp chuột với bẫy chuột. Xin lỗi cả nhà, lộn cái lợp chuột rồi. Bẫy chuột với anh hai nữa. Anh hai đi có một mình nè. Rồi xíu nữa mình quay cái thành quả cho cả nhà mình xem nha. Thì gửi màn hình nha cả nhà. Thì cả nhà thì anh hai mình cũng đi cuốn lợp về tới nè cả nhà. Mưa quá trời mưa, nước lên nhiều quá trời, anh hai mất đẩy cái xuồng đi nè cả nhà. Về tới rồi để mình coi thành quả nha cả nhà. Nhiều quá nhà ơi. Có chuột nhỏ thì ôi chuột nhiều quá cả nhà. Cái này là giấc sáng nè cả nhà. Cái chuột lứa. Đêm hôm mưa quá cả nhà, mưa tới sáng luôn. Cả nhà ơi, đây là thành quả của anh em mình gầy là gặp qua nay á cả nhà. Chuột bự cũng nhiều lắm á cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì cuối video thì cũng xin chúc cho cả nhà một ngày mới tốt lành nha cả nhà. Và thành công trong công việc cả nhà. Một ngày lao động thật là hiệu quả nha cả nhà. Thì cả nhà với số chuột này á, cả nhà muốn Linh Nhỏ làm cái món gì để video tiếp theo á, làm ẩm thực á, cả nhà để lại dưới bình luận nha cả nhà. Xin chào cả nhà và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.